Các bạn có thể thấy rằng ở thời hiện tại thì những chiếc laptop của chúng ta thì đã quá thân thuộc từ những cái công việc hàng ngày như kiểu là trình chiếu, xem phim, lướt web đến những cái tác vụ nặng hơn như kiểu chơi game hay là dựng đồ họa trong rất nhiều môi trường, từ môi trường giáo dục, môi trường văn phòng, máy lạnh cho đến những công trường. Đâu đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy những chiếc laptop như này. Và các bạn có thể thấy rằng cũng chính vì những cái đa dạng nhu cầu như vậy nên là các hãng đã phân ra những cái mẫu mã cũng như là những cái phân khúc khác nhau, khiến cho người dùng chúng ta có thể đa dạng những cái lựa chọn hơn. Tuy nhiên thì cũng vì lý do đấy khiến cho người dùng chúng ta nếu không có nhiều am hiểu về công nghệ thì rất dễ dàng lựa chọn sai những mẫu laptop với nhu cầu của mình. Và trong video này thì Ngọc Nguyễn Laptop sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt những dòng laptop ở thị trường hiện tại nhé. Đầu tiên phải kể đến đó chính là laptop phổ thông. Thì đây chính là dòng laptop phổ biến nhất hiện tại, và đặc điểm chung của nó đó chính là mức giá khá là tương xứng với cấu hình của nó mang lại. Và hầu hết đều thuộc dạng đủ dùng với những nhu cầu cơ bản như là soạn thảo văn bản hay là cao cấp hơn một chút đó chính là dựng ảnh hay là video nhẹ nhàng. Laptop phổ thông thì có những đặc điểm chung như kiểu là vỏ nhựa này. Kích thước màn hình sẽ là phổ thông từ 13 đến 15 inch. Cấu hình sẽ là cơ bản, RAM từ 2 đến 4 GB. Vi xử lý sẽ là tầm thấp hoặc là tầm trung đến từ Intel hoặc AMD, với mức giá dao động từ khoảng 5 đến 10 triệu đồng. Và những chiếc laptop này thì sẽ phù hợp với những bạn học sinh và sinh viên. Đứng vị trí thứ hai đó chính là laptop giải trí. Thì đây chính là dòng laptop nằm giữa phân khúc laptop phổ thông và laptop gaming hoặc là laptop hiệu năng cao, do nó được thiết kế nâng cao giải trí hơn nhờ cấu hình mạnh mẽ hơn và màn hình lớn hơn. Nó sẽ vào khoảng là 17 inch hoặc là cao hơn, nhưng vẫn có những chi tiết để có thể cắt giảm giá thành như là vỏ nhựa này hay là máy khá là dày và không hỗ trợ thêm nhiều giải pháp phụ trợ mở rộng chạm siêu di động. Đây có thể coi là những laptop hỗ trợ tốt cho những người dùng chuyên nghiệp trong những nhu cầu điển hình như là dựng phim hay là dựng ảnh. Máy chạm siêu di động hay mobile workstation là lựa chọn tối ưu dành cho những nhà dựng phim, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay là thông dụng nhất đó chính là giới kỹ sư thiết kế, thi công. Lý do chính nằm ở việc những dòng laptop này thường được tích hợp những linh kiện cao cấp nhất như là RAM này, CPU, GPU, tất cả đều rất là tốt, cùng với hệ thống tản nhiệt rất là tuyệt vời, luôn giữ cho máy mát mẻ cho dù thời gian hoạt động lên tới 24/24. Thiết kế của những chiếc laptop này thì cũng nghiêm túc và không có những cái họa tiết màu mè. Và đứng vị trí cuối cùng đó chính là dòng laptop gaming. Đây chắc chắn là dòng laptop được sinh ra để chuyên dành cho những game thủ. Ngay từ thiết kế bên ngoài thì những mẫu laptop này đã gợi nhớ cho chúng ta những cái vẻ hăm dọa thay vì những đường nét thông dụng. Kết hợp với những chi tiết khác như là hệ thống tản nhiệt hay là bàn phím đều được cách điệu một cách rất là phong cách, và cùng với đèn nền không xanh thì cũng đỏ. Đặc điểm chung của dòng laptop gaming đó chính là luôn cập nhật những phần cứng phổ biến nhất cũng như là mạnh mẽ nhất, như là con chip Core i5, i7, thậm chí là có cả Core i9, card đồ họa GTX 1000 series hay mới nhất đó chính là RTX. Chính vì thế mà những mẫu laptop gaming thì luôn có mức giá rất là cao, thậm chí là cao nhất trong những dòng laptop mà một hãng có thể sản xuất. Và giờ Ngọc Nguyễn Laptop đã hỗ trợ cho các bạn có thể phân biệt được những dòng laptop phổ biến nhất ở thời hiện tại. Hy vọng thông qua video rồi các bạn có thể lựa chọn cho mình một mẫu laptop phù hợp nhất với bản thân. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua laptop thì các bạn hãy liên hệ ngay với hệ thống Ngọc Nguyễn Laptop. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ hệ thống bán lẻ laptop Ngọc Nguyễn, địa chỉ số 10 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, hotline 0965 828 020, website ngocnguyen.vn.